đồ chơi nhé các bạn. Mình sẽ mở ra là một con rắn nhé các bạn. Đó, đây là sẽ tháo ra nha. Đây rồi, đây là dây sạc nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ để ra đây nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái điều khiển nha. Đây là con rắn à? Đúng rồi. Đấy, đúng là con rắn rồi. Bây giờ mình sẽ bật, không biết cái bật nó lên gì. Hãy hấp đây. Ừ đúng rồi, bật lên này, giúp cái này rồi, anh như đây này. Đúng rồi, mình sẽ đi nhá các bạn, đó, các bạn nhớ like cho mình nha, hoặc đăng ký kênh cho mình nha, mình giết được không cho bạn, đi bye.